Em xin chào cả nhà mình. Và hôm nay em đi cái đoạn đầu của kênh Tham Lương Bến Cát. Em chỉ đi đoạn đầu thôi anh chị ơi. Còn những đoạn sau thì hơi khó đi, bởi vì đoạn sau là có những nơi có đường nhưng mà và có những nơi gập ghềnh lắm, đi thật sự là rất là đau lưng luôn. Cho nên cái đoạn này em sẽ đi đi đoạn này trở về gần chợ Bình Điền anh chị. Khu này thì mình không đi xuyên suốt được mà nó cản trở bởi một cái nhà máy, một cái khu trộn bê tông cho toàn bộ công trường ở đây, cái đoạn công trường ở đây. Đầu tiên thì mời anh chị ngắm qua khung cảnh. Đây là mình đang đứng ở dưới chân cầu rạch nước lên. Bên kia là khu chung cư của đây, là khu vực này là khu vực Bình Chánh thì phải, Bình Chánh anh chị ạ. Công trường đang thi công nhìn chung là rất là tấp nập anh chị, em thấy tứ phía đều có công nhân cả. Bên kia cũng có công nhân nè, và bên đây thì cũng có công nhân, sau kia cũng có, nói chung là rải rác công trình, chỗ nào cũng có công nhân. Họ đang làm việc rất là tấp nập, công nhân rất là tấp nập, mọi việc hiện ra thì em thấy là khá nhanh luôn anh chị, tiến độ ra diễn ra khá là nhanh. Gần như là đâu có gì cản trở họ nữa đâu. Mặt bằng thì có sẵn rồi, đường xá hai bên được thông suốt rồi, cho nên là nguyên vật liệu xe đi ra đi vào rất là dễ dàng. Chính vì vậy mà công trường ở đây gần như là không có gì cản trở họ cả. Ok, bây giờ chúng ta cùng đi vào con đường này nha anh chị. Flycam của em điện thoại nó bị cháy rồi nên giờ không bay được, phải đợi đi mua điện thoại mới nha. Và nước sông hôm nay có vẻ là lên, cho nên là con kênh Tham Lương Bến Cát này thì nước nó cũng lên anh chị, và khá là sạch sẽ, nước khá là trong. Mấy nay trời mưa cho nên là nước một nhánh sông và nhánh sông ở kia nó lên. Ok, và giờ chúng ta cùng đi vào bên trong anh chị nha. Đây là đoạn đầu tiên của dự án luôn anh chị ạ. Sáng hôm nay em đi quay gần đây là hai điểm, một điểm này với một điểm buồn xấu. Ok, bây giờ chúng ta cùng đi nha. Bên kia là có những chiếc xà lan rất là lớn. Mình thấy khá là rất là kiên cố luôn anh chị ha. Đầu tiên là họ đóng trụ xong rồi bắt đầu là họ đóng hộp để họ đổ bê tông luôn anh chị, đóng hộp đổ bê tông luôn. Cái đoạn đầu là mình đang thấy là đó, cái đoạn đó là họ đang đóng cái hộp để mà đổ bê tông giống như cái đoạn này anh chị ha.
Ok, chúng ta cùng đi vào bên trong đi. May mắn cho mình là khu này có dân cư, cho nên mình đi ra đi vào nó cũng dễ dàng. Cái khu này mà không có dân cư chắc đi ra đi vào cũng hơi đuối, hơi khó khăn. Người ta sẽ hỏi mình đi đâu vân vân. Các cái đoạn này thì họ chưa đóng các cái hộp anh chị nè. Đoạn này thì họ chưa đóng ván, chưa làm sắt. Sau khi làm sắt xong sẽ đóng hộp, đóng cái hộp, không phải đóng hộp nữa. Mà họ dùng, bây giờ họ đâu dùng ván đâu anh chị, họ dùng các cái tấm ráp lại để đổ bê tông ha. Bên kia thì mọi người họ ta cũng đang làm hộp, đang làm sắt, làm hộp để mà đổ bê tông. Đây là cái cống thoát nước anh chị. Cống thoát nước của đường, trong kia là cống thoát nước nguyên cả con đường. Về đây cảm giác như là mình đứng gần con sông anh chị, đứng gần con kênh lớn, nó mát mẻ lắm anh chị. Dầu cho trời có nắng nhưng mà mình nhìn thấy nước, cảm thấy người mình nó mát mẻ hơn là mình đứng trong thành phố. Đây là đoạn đầu anh chị nha. Mình đi vào bên trong chính là đi vào phía sau chợ Bình Điền đó anh chị. Đi vào phía sau chợ Bình Điền. Thực tế thì người ta không thi công từ ngày đó, là cái phía sau chợ Bình Điền là có một con sông. Mà con sông đó là sông Vàm Cống hay sông gì ta, em không có nhớ tên đó nha. Và từ con sông đó họ không có bắt đầu xây liền đâu. Họ vào trong này khoảng 500. Họ không xây liền bên ngoài đâu anh chị. Họ đi vào, họ cách cái mé sông á, cách cái mé sông đi vào trong khoảng 500m hoặc là 400-500m gì đó họ bắt đầu mới làm con kênh này. Chứ họ không thi công con kênh ngay chỗ nhánh sông luôn. Lúc trước thì em bay playcam thấy như vậy đó. Rồi, đây là ngay cái con cống nhưng họ chưa làm anh chị, ngay cống thoát nước. Cống thoát nước từ trong khu dân cư đi ra nè, cho nên họ trừ lại khu này. Và các cái đoạn này là cái đoạn người ta đã đóng làm hộp rồi anh chị nè. Làm hộp đổ bê tông luôn rồi nè. Đây. Ta đóng cọc. Đóng cọc xong rồi người ta làm sắt. Làm sắt xong người ta dùng các cái miếng. Ráp lại với nhau xong đổ bê tông vô luôn. Ở đây gần như là nó có khung cả rồi anh chị. Vằn ốc chứ không đóng đinh không gì cả, chỉ vằn ốc thôi. Cảm nhận của em thì em thấy rằng như là khúc này nó rộng hơn là đầu nhánh sông nó rộng hơn, phải không anh chị? Đầu nhánh sông nó rộng hơn nhiều so với khúc giữa thì phải. Đây là cái đầu này họ làm sắt rồi nè anh chị. Họ làm sắt rồi. Sau khi làm sắt xong thì họ sẽ làm cái hộp giống như đây để họ đổ bê tông. Đứng đây ngắm xíu đi. Cái đoạn này nó cũng khá là rộng, khá là bao quát đây.
bây giờ chúng ta qua bên đây đi. Bên đây họ có các cái lỗ cống nè, ở bên có các cái hầm cống nè. Ồ, đi dưới đây họ đi đường dây anh chị ơi, đường dây gì đó mà. Thấy không? Dưới đây họ đi đường dây, trước giờ đi đường đi ống nước mà đâu phải. Đường đi cống nước mà không phải anh chị, dưới đây toàn đường dây không à. Anh chị ha. Ủa vậy đi đường dây gì ta? Để mình coi đường dây đường ống lớn. À đường cống thoát nước là cái đường này nè anh chị. Đường cống thoát nước là đường này. Bên trong thì em thấy rất là nhiều dây. Bên trong đây công trường anh em họ đang tiến hành làm sắt nè. Làm sắt xong rồi đóng hộp. Chà, mai mốt cái khu này lúc trước là bị giải tỏa còn khá là nhiều đó chứ. Em nghĩ là giải tỏa khá là nhiều. Mà bây giờ sau khi con đường này làm nên thì khu nhà ở đây quá đẹp luôn anh chị. Cạnh khu nhà ở đây mai mốt là họ nâng cấp lên là rất là đẹp luôn ha. Đường trước nhà quá trời rộng luôn. Ủa anh ấy ơi, đừng hỏi xíu mà. Ủa anh ơi, ủa đường đó đường cống thoát nước cái đường gì anh? Đường trong đó đó. Đường đó đường gì anh? Dạ dạ. À đường dưới điện hả? À rồi cảm ơn anh. Đường cống thoát nước cái đường này qua này phải không? Nước mưa, nước dân xả đâu nào? Ủa vậy nó đi đường dây điện luôn hả? Dây điện ở trong. Ủa bên trong em thấy dây điện không à? Bên trong em thấy toàn dây điện không anh chị? À. Bên trong đây toàn dây nè anh chị, dây không nè. À cái dây này sau này á họ vừa làm cống luôn rồi ta. À, chị hai, cái nói chung là cái đường cống này cũng còn nhỏ thôi anh chị nè. Nhưng mà cái đoạn này là nơi để họ đứng là họ làm việc cho nó rộng hơn ha. Đây là đường cống thoát nước anh chị nè, đường cống thoát nước nè. Chà, đường dây nè anh chị. Để chữ là 40 không biết ý nghĩa là gì.
À, nhìn chung cái đoạn này là họ đã đóng trụ xong hết rồi anh chị. Đóng trụ xong hết rồi. Bây giờ thì họ đang làm sắt thôi, làm sắt xong người ta đổ. Rồi, cái công trình mình vô tới đây là hết đi được rồi sao nè ta? Thường thì em vào tới đây thôi, chứ còn em chưa vào sâu hơn nha. Lần này thì không biết mình đi vào trong được không, bởi vì bên trong vẫn còn đường của nhà dân mà. Bên trong kia vẫn còn dân, không biết là đi được không. À, trong đây vẫn còn đường đi nè anh chị ơi, mà thi công tới đây hết rồi anh chị nha, thi công tới đây thôi nè. À, trong đây vẫn còn đường đi luôn. Hôm trước trời nay nó dơ quá nè, em tưởng trong đây là hết đường đi rồi chứ. Hết rồi đó anh chị. À, con kênh nó thi công từ đây chạy ra thôi nè. Đó, thi công từ đây chạy ra thôi chứ cũng đó, tới đoạn này thôi mà ra tới sông thì nó còn còn mấy trăm mét nữa mới ra tới sông lận. Đây là cái đoạn bắt đầu, đây là cái đoạn bắt đầu của con kênh đó chứ. Trong kia thì có một cái khu biệt thự, khu nhà phố rất là đẹp. Khu nhà phố rất là đẹp. Và bắt đầu con kênh là từ đoạn này. Từ đoạn này anh chị trước mặt chúng ta nè. Rồi đi ra sâu phía, đi ra cái khu nãy giờ mình vô đó. Rồi dừng đi ra anh chị nha. Hôm trước mùa mưa đó chị, là trong này nó lúng lắm, không tài nào đi vô được. Trong đây là bãi của công trình này luôn hay là của một công ty chuyên về bê tông không biết nữa. Đây là cái khu trụ bê tông anh chị ha, xe vô hướng bê tông. Xe vô hướng bê tông trong khu này. Đây anh chị, đó, người ta đổ tới đây khu này thôi nè. Trước mặt chúng ta thôi đó nha, chứ còn ra khúc đầu xong thì họ chưa có làm, không biết có làm hay không. Ồ, khu đây đứng lý tưởng quá. Ở kia có một chiếc thuyền rồi, chiếc thuyền dân họ đậu. Nước xanh lắm chị, nước cũng khá là trong lắm chị. Ở đây trời mưa đó, cái dòng chảy nó mạnh cho nên là nó đẩy rác đi được ha. Với lại là mưa cũng mấy trận rồi, mấy trận đầu thì nước nó dơ, nhưng mấy trận sau thì rác nữa nó cũng trôi đi, cho nên là nó cũng sạch hơn. Đây là đoạn đầu của kênh Tham Lương anh chị nha.
Cái đoạn này họ chưa đóng cọc nè anh chị. Cái đoạn này chưa đóng cọc nè nha. Đúng rồi, nãy giờ mình đi mình để chỉ có cái đoạn này là họ đang thi công để máy móc ở đây, cho nên họ chưa đóng cọc ở đây nè. Cái máy này công nhận cái bánh xe của nó cái này là cái hút bùn nữa chị ha, hút bùn, hút nói chung là đảo vét.